Gia đình em thắng sự mất mát cả bố lẫn mẹ. Em gái của Thắng thì cũng bị trong cái tai nạn đó, nhưng mà may mắn đó là em vẫn còn. Đó là cái động lực để cho Thắng vươn lên trong cái khó khăn mất mát quá là lớn. Là mình tự nhiên lại có thêm một người em, hạnh phúc lắm, vui lắm. Bố mẹ anh ấy cũng chia chở, cũng lo cho em những việc nhỏ rồi việc lớn, rồi nhớ cho bố mẹ em rồi lo cho em đi cưới vợ. Mình có cảm thông được cái hoàn cảnh với nhau, và thứ hai là cái tình cảm xuất phát đúng từ cái trái tim và từ trong lương tâm của mình, cũng như thêm được cộng lực được tập luyện và thi đấu cho đội bóng quê hương Thanh Hóa, đó là cái may mắn của bọn em. Có một cái câu chuyện mà anh thấy rất là cảm động giữa cái tình cảm của Tùng với Thắng. Cái câu chuyện mà từ những người đồng đội trở thành những người anh em trong gia đình nó diễn ra như thế nào? Đó là cái lần đầu tiên mà khi mà em đang ở trên đội lớn thì nghe tin là có em Thắng cùng ở Đồng Hương quê Nông Cống ra lên cùng đội. Thì em cũng được nghe một số anh em nói lại về cái trường hợp của gia đình em Thắng, sự mất mát cả bố lẫn mẹ. Em gái của Thắng thì cũng bị trong cái tai nạn đó, nhưng mà may mắn đó là em vẫn còn. Đó là cái động lực để cho Thắng vươn lên trong cái khó khăn mất mát quá là lớn của mỗi con người. Trong em nghĩ là không phải ai cũng vượt qua được cái nỗi khó khăn đó, mất mát đó. Còn Thắng thì sao? Lúc đấy khi em bắt đầu lên đội 1 mà trong một cái tình trạng mà bố mẹ thì mất, còn em gái thì cũng bị một cái chấn thương. Thì lúc đấy cái cảm xúc của em như thế nào? Làm thế nào mà em lại có thể vẫn đi đá bóng được? Thật sự thì lúc đấy thì em cũng không nghĩ là mình có thể đi đá bóng được. Nhưng mà lúc đấy tình cờ thì em cũng có cái duyên nó đến với em. Em gái em cũng nằm viện, em cũng đi qua đây thôi. Thì em nhìn thấy cái sân vận động thì em lúc đấy em cũng nghĩ là mình có thể vào đây để quên đi được cái ký ức. Nói chung là lúc đó cũng tình cờ thôi, cũng duyên phận thôi. Em có thể đi vào bóng đá thôi chứ em lúc đấy em cũng không xác định là mình sẽ có thể đi theo con đường bóng đá. Lúc thì em đang là cầu thủ trẻ thì em lên đội 1 thì ở cùng phòng với anh Tùng. Thì hai anh em lúc đấy cũng cùng quê, anh ấy cũng là anh lớn, chia sẻ cũng khó khăn, nói chung là cũng động viên, cũng là chỗ dựa tinh thần cho em để em có thể em nhìn nhận em, anh cũng là tấm gương sáng của em nữa để em cố gắng. Mọi người có kể là thời điểm đấy cứ mỗi buổi đi tập về Thắng lại khóc, và ở dưới gối thì luôn có một cái khăn trắng. Lúc đấy Tùng có nhìn nhận ra điều đấy hay không, và lúc đấy em giải quyết vấn đề cho em mình thế nào? Có thể người bên ngoài thấy cứ nói là em giúp đỡ nhiều, nhưng mà thật ra thì em cũng chỉ là động viên thôi. Thì hai anh em cũng động viên nhau thôi, dù chuyện là xảy ra rồi mình còn gia đình của Thắng và em gái của Thắng, và đặc biệt là mình chơi cho một cái đội bóng mà có truyền thống. Ta cứ nói là mình được sinh ra và lớn lên ở một vùng đất địa linh nhân kiệt thì không có lý do gì để anh em không vươn lên cả. Tại vì mình cái số của Thắng là khổ đội thì mình quan trọng là mình biết vượt qua để bù đắp lại những cái gì mất mát đó, và được sự ghi nhận của tất cả mọi người. Đó là một cái mà em nghĩ là đến cả em còn khâm phục cái tinh thần và cái sự vượt lên của Thắng. Anh cũng khâm phục Thắng, nói thật sự anh cũng rất khâm phục Thắng. Bởi vì nếu mà chẳng may mình mà ở một cái trạng thái như của Thắng này thì không biết là như anh nghĩ là cái khả năng hỏng của anh rất là cao. Mình sẽ không thể nào mình làm chủ được cuộc sống như thế đâu. Anh hỏi Thắng một câu là sự chia sẻ, sự động viên của anh Tùng cũng như là anh em đồng đội, các thầy ở trong đội nó quan trọng như thế nào để giúp cho Thắng tiếp tục đi theo đúng cái con đường mà bây giờ em đang có. Em lên thì đội 1 thì em may mắn em được sống ở cùng phòng với anh Tùng. Thì anh ấy tính cách cũng như một người anh thực sự, một người anh lớn này, thì em cũng có thể học hỏi, cũng anh ấy cũng giúp đỡ em, thì đó là cái may mắn của em. Trước khi em bước vào cái con đường bóng đá chuyên nghiệp thì em lại được ở một
phòng với một anh lớn mà lại cùng quê chia sẻ với em, em học hỏi được nhiều điều từ anh ấy. Nói chung là cái đó là cũng là cái bước ngoặt của cuộc đời em, để em có thể trở thành một cái cầu thủ chuyên nghiệp. Cái ý tưởng mà hai anh em chia sẻ gia đình với nhau, chia sẻ bố mẹ với nhau, nó bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Thắng lên đội thì hai anh em cũng có chủ động nói thắng ở cùng, hai anh em ở với nhau. Thật ra khi ở với nhau rồi thì mình cảm thấy là cái tình cảm, tự nhiên cái tình cảm giống như người trong gia đình, và nghe cái thông tin nhận được những cái mất mát của thắng nữa thì tự nhiên em nghĩ không phải em, nhưng mà vào một cái trường hợp của một cái anh nào đó thì người ta cũng sẽ chia sẻ và bù đắp lại những cái gì mà thắng gọi là một cái mất mát của thắng thôi, chứ em nghĩ đó là cái con người với nhau thôi, chứ mình cũng không có gọi là quá gì là lớn. Thật ra em nghĩ đó là cái con người với nhau. Nhưng mà anh tin là với thắng nó có một ý nghĩa rất là lớn lao. Mình đã mất một gia đình rồi, bây giờ có một người anh lại chia sẻ gia đình, chia sẻ bố mẹ với mình. Đấy là cái điều mà thực sự là mình cảm thấy rất là xúc động. Mình có thêm một gia đình nữa. Lúc đấy khi mà nhận được lời đề nghị của Tùng, thắng sẽ trở thành con nuôi trong gia đình của Tùng, thắng lúc đấy cái cảm xúc của thắng như nào? Cảm giác của em cũng rất chi là hạnh phúc. Em cũng cảm mọi điều thì bố mẹ anh ấy cũng chia chở, cũng lo cho em những việc nhỏ rồi việc lớn, rồi cả cũng đến cũng động viên, cũng chia sẻ cho em. Điều đó em cảm thấy em rất chi là hạnh phúc. Làm những việc cho em như kiểu như mà làm xây thà lăng xây cho bố mẹ em, rồi lo cho em đi cưới vợ các kiểu. Cưới vợ, mua nhà, đúng không? Xây phần mộ cho bố mẹ đẻ. Thực sự đấy là đều là những cái chuyện rất là lớn. Thực sự là anh rất là quan tâm đến cái bữa cơm đầu tiên khi mà thắng được chấp nhận với tư cách là một người con trong gia đình họ Hoàng ấy. Nó như nào? Anh em chuẩn bị bữa cơm đấy như thế nào? Em cũng có điện về báo, từ từ bố mẹ cũng biết trước rồi. Em cũng có điện về báo thì buổi sáng hai anh em về thì mẹ em cũng làm một mâm cơm lên, cũng báo cáo với gia tiên là báo cáo lên là có em thắng từ nay sẽ là con nuôi của gia đình. Khi mà nhắc đến thì nó vẫn có một cái gì đó mình cảm giác nó rất là cái cảm xúc mà mình khó nói. Mình cảm giác tự nhiên không phải là mình tự nhiên lại có thêm một người em. Hạnh phúc lắm, vui lắm. Bây giờ mình nhắc lại thì mình bố mẹ em cũng thế, bố mẹ em vui mà. Khi mà nhắc đến thắng, mong sao cho nó em nó có những cái gì nó may mắn hơn đến em. Đó là những cái này. Anh thấy Tùng rất là xúc động khi nói về khi mà mình tự nhiên mình có thêm một thằng em ruột, đúng không? Rất là sung sướng. Và kể từ đó thì hai anh em chia sẻ với nhau cuộc sống như thế nào? Nó có dễ dàng hơn thời điểm trước đây không? Nó như thế, tại vì tình cảm hai anh em lúc nào từ đầu đến bây giờ rồi. Một khi buồn nhất là khi em ấy không may nó gặp một cái chuyện gì nó không vui, hoặc là nó đáng đá, nó đau. Hoặc là sau có một thời gian em nó lại đi các đội khác, hai anh em lại cùng không được đá cùng đội nữa. Thì nó cũng buồn lắm, thật sự rất là buồn. Không nói ra thôi, nhưng mà dù gì thì cũng xong trận anh em cũng gọi điện hỏi thăm. Và vui nhất là khi mà em mới đi các đội, em mới đều thể hiện được, để lại những cái dấu ấn. Bàn thắng rất là quan trọng. Em nhớ là hình như là Cần Thơ, rồi Hải Phòng, Ninh Bình rất quan trọng. Cái đó là một cái mà chỉ cần điện, mình không điện nhưng mà thấy em mới thành công là mình cũng mong sao em mới cứ tiếp tục thể hiện tốt những cái gì mà may mắn đến với em mới là mình vui rồi. Mình chỉ cần thế thôi, đối với em không cần nhiều. Anh cũng có một người anh trai, nhưng hai anh em anh không thể nói những câu chuyện tình cảm như hai anh em mà kết nghĩa như thế này được. Đâu là cái điều mà gắn kết hai anh em ở cái mức độ cao như thế này? Em nghĩ là mình cũng có một cái duyên gì đó, mình được ở cùng với nhau và mình được thi đấu cùng nhau cho một đội bóng quê hương. Mà đó là một cái mà em nghĩ là có thể cắn nối, và nhất là khi trên sân anh em không cần hô hào cho cả đội thì ấy rồi, nhưng mà chỉ cần anh em nhìn nhau và chạy như nào. Giả sử thắng là một cái người truyền rất là thông minh, chỉ cần em chạy ở đâu là nhìn nhau là biết là mình có thể tạo được. Trong một cùng đá với nhau là bọn em phối hợp rất là nhiều bàn ngày trước, thì em nghĩ là cái kết nối đó là nhất, nhất là mình có cảm thông được cái hoàn cảnh với nhau, và thứ hai là cái tình cảm xuất phát đúng từ cái trái tim và từ trong lương tâm của mình, cũng như thêm cũng được tập luyện và thi đấu cho đội bóng quê hương Thanh Hóa, đó là cái may mắn của bọn em.
Khi anh kể câu chuyện về tình cảm của hai anh em là lúc đấy thời điểm mà Thanh Hóa đang rất khó khăn, đang phải cố gắng giành giật lấy một cái suất chơi playoff và cuối cùng là chúng ta chơi playoff. Anh nhớ như in ở trên sân, các em hô hào chiến đấu vì đội bóng quê hương, tất cả mọi thứ. Cả hai anh em đều tìm thấy nhau trong một cái quan điểm như vậy. Thắng thấy là khi mà chơi bóng ở trên sân mà có anh Tùng thì nó khác như thế nào khi không có anh Tùng. Và cái tình cảm anh em, tình cảm gia đình nó kết nối thành cái sức mạnh của đội bóng quê hương như thế nào? Có anh Tùng ở trên sân thì anh Tùng là một người anh lớn của đội, anh có thể hô hào anh em chiến đấu. Có anh ở trên sân thì anh em ở trong sân rất tự tin, bản thân em cũng như cầu thủ thì anh em cũng nói chung là nếu mà đá trên sân thì hai anh em cũng quá hiểu nhau. Chơi với anh Tùng ở trên sân có thấy sướng không? Giữa anh Tùng trên sân và anh Tùng ngoài đời, anh Tùng nào dễ thương hơn? Cả hai. Rất hay. Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như cả hai anh em đã có một lần được gọi lên đội tuyển chung rồi đúng không? Đây là một điều rất hiếm. Hai anh em kết nghĩa, chung một gia đình, chung một đội bóng, chung một phòng, xong cuối cùng lại cùng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cái lúc mà cả hai anh em đều có tên trong đợt triệu tập đội tuyển quốc gia, Thắng nghĩ đến điều gì và lúc đó cảm xúc của em ra sao? Em thì bản thân em thì cái lúc mà mình được gọi lên đội tuyển thì ai cũng cảm thấy được hạnh phúc, tự hào về bản thân, tự hào cho cả gia đình. Thì hai anh em cùng ở với nhau mà lại cùng được lên đội tuyển cùng nhau nữa thì hai anh em cảm thấy rất là hạnh phúc vì hai anh em cùng nhau cố gắng cùng nhau lại được gọi lên đội tuyển nữa thì chả có cái hạnh phúc nào bằng lại được lên lại ở được ở cùng nhau nữa. Nên là cái điều đó càng khó diễn tả, rất là hạnh phúc ạ. Lúc đấy cảm xúc của bố mẹ như nào? Điện về bố mẹ lúc đầu không tin. Được đá ở đội bóng quê hương xong được gọi lên thì bố mẹ em vui và động viên hai anh em cố gắng thôi. Tại vì được gọi lên, mình được thi đấu ở đây đó là một may mắn rồi, mà để gọi lên cho đội tuyển quốc gia nữa thì đúng là không còn gì để nói được. Với anh thì anh cảm thấy là thực sự là cái cuộc gặp gỡ giữa hai anh em nó thay đổi cuộc sống của cả hai anh em và nó mang lại niềm hạnh phúc cho rất nhiều người, trong đấy có bố mẹ mình ở nhà, trong đấy có cổ động viên. Bởi vì là em giúp một phần nhỏ xíu như em nói đối với Thắng, nhưng mà thực tế ra đấy là cái phần nhỏ xíu mang tính quyết định. Và cái thành công, cái sự nỗ lực của Thắng ấy, nó cũng sẽ tác động ngược lại để cho Tùng thấy là đấy, cuộc sống nó hay như vậy đấy, tình cảm nó hay như vậy đấy. Bây giờ nếu được nói một câu với Thắng, em sẽ nói câu gì? Chỉ có mong là mọi cái may mắn và tốt đẹp đến với em ấy. Tại vì cái gì nó diễn ra rồi thì mình cứ cho qua đi, tại vì mọi người đều biết rồi. Và em hy vọng là Thắng vẫn giữ được nguyên được những cái nhiệt huyết, những cái lâu nay Thắng đang làm. Và mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với Thắng cũng như những người thân của Thắng. Anh mong Thắng là cái đầu gối sẽ sớm lành lặn trở lại. Bởi vì các cổ động viên xứ Thanh, những đồng đội của em, trong đấy có anh Tùng đang rất là chờ đón. Nếu được nói một câu với anh Tùng, em sẽ nói câu gì? Một câu thực sự gan ruột, một câu mà thực sự em đã ấp ủ rất là lâu rồi mà em chưa dám nói với anh Tùng. Dạ, thì em có một câu là em muốn nói là em cảm ơn anh bằng tất cả cái gì mà em nói là luôn luôn cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, là bóng đá nó không chỉ đơn thuần là bóng đá. Bóng đá có tính kết nối rất cao. Và đôi khi bóng đá và kể cả những nỗi đau nữa, nó giúp cho những con người tiến gần nhau hơn, giải quyết những vấn đề của nhau và mang lại những điều tích cực cho nhau. Ở Thanh Hóa chúng ta đã có những anh em như vậy. Và đấy cũng lý giải vì sao đội bóng Thanh Hóa luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Bởi vì họ chiến đấu bằng niềm tự hào của địa phương, nhưng bằng tình cảm của những người anh em trong gia đình. Đó là một đội bóng rất bản sắc. Cảm ơn Tùng và cảm ơn Thắng. Chúc mừng cả hai anh em đã tìm thấy nhau và chúc hai anh em luôn luôn mạnh khỏe.